Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình luyện đọc tiếng Việt lớp 3 tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài đọc có tựa đề là Em nghĩ về trái đất. Chúng ta hãy bắt đầu đọc bài thế nào. Quàng khăn xanh biển cả, khoác áo thơm hương rừng, trái đất mang trên lưng, những đứa con của đất. Tuy màu da có khác nhưng vẫn chung nụ cười, như biển cả không vơi, một màu xanh thăm thẳm, như ban mai nắng ấm, lung linh bờ thảo nguyên. Hãy giữ được bình yên, cho hoa thơm thơm mãi, cho năm châm hội ngộ, trong tình thương loài người, và cho khắp mọi nơi. Là nhà bồ câu trắng, tác giả Nguyễn Lãm Thắng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đọc sách. Chúng ta hãy chăm chỉ đọc sách hơn nữa để chúng ta có thể hiểu rộng hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.